các bác nhá. Hôm nay em có một cái cặp vành, cặp liềng, cặp bánh, cặp bon của Montego chính hãng nhá. Nó có cái tên là Aeolus, Aeolus bản 5 phân carbon. Cái này khối của nó là xài lít 9, 10, 11 nha các bác nhá. Bản cao 5 phân. Kèm theo cặp vỏ Panaceller. Này là má nhôm các bác nhá. Má phanh, má thắng là nhôm. Đằng trước là 18 cam. Đằng sau là 24 cam nhá. Bây giờ em quay chi tiết cho các bác. Tì Montego luôn nha các bạn. Đây. Đây là bánh bộ các bác. Nan hoa hay căm là căm lá hẹ nhé, căm dẹp nhé. 2 thông số của nó đây. Tên của nó là Aeolus bạn 5 phân này. Tem mác còn đẹp không các bác. Má nhôm. Rất nhẹ. Lốp Panaceller của Nhật. Panasonic. Đó, bánh trước, đây bánh sau. Khối này thì nó tiếng kêu của nó bình thường các bác nhá, tiếng kêu rất nhỏ thôi, không to. Đây các bác có thể thấy là cái điểm hết hạn sử dụng của chiếc vành, chiếc liềng nó vẫn còn cái chấm này các bác nhá. Đó, vẫn còn sử dụng còn rất là lâu nó mới hết được cái mỏ, hết được cái này. Cái này là vết xước không? Ok. Đằng sau này cũng thế này, bên mặt này cũng thế này. Cái này là cái bẩn bám vào. Cặp bánh này thì thích hợp cho các bác về lắp vào những cái sườn carbon thôi nhá. Và ở đây nó có một vết này. Cái này chắc bị đá chém vào các bác. Đó. Bây giờ em thử chớn cho các bác nhá. Cái này là khối này là lắp được 9, 10, 11 các bác nhá. Đó. Các bác có thể thấy tiếng lổ của nó rất nhỏ luôn. Rồi. Chớn bánh trước cho các bác luôn. Lỗi lầm gì các bác nhé. Rồi. Bây giờ em xin phép được báo giá chiếc này luôn. Và giá cho cặp bánh này full như này các bác nhé. Full như này giá 8 triệu rưỡi. Bác nào mà không lấy cặp vỏ này thì 8 triệu. 8 triệu cho một cặp bánh Montego chính hãng Aeolus bản 5 phân full carbon nhé. Liệt là bon má nhôm, đùm thì đùm nhôm, cối thì lắp lít 9, 10 và 11. Đó, thì bác nào mà muốn mua về để lắp vào xe của mình, xe carbon ấy, thì liên hệ với em theo số điện thoại 091 840
9990. Cái này là video em quay rất chi tiết rồi nha. Thì các bác thích thì em chụp thêm hình ảnh gửi cho các bác cũng được. Video em quay khá kỹ rồi. Xin báo giá lại là full như này là 8,5 triệu. Còn không lấy vỏ ruột là 8 triệu. Đó, căm thì căm đẹp, giá hẹ các bác nhé. Trước 18 sau 24. Rồi. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em nha. Chào các bác.